Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay mùng 4 tháng 5, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, nên cả nước có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 37 độ C, có nơi hơn 37 độ C. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 5, vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam, kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C. Từ hôm nay đến ngày mùng 7 tháng 5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Nam Bộ, cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi hơn 37 độ C khu vực Hà Nội từ hôm nay đến ngày mùng 6 tháng 5, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi hơn 38 độ C. Đây là đợt nắng nóng đầu mùa và có những ngày nắng nóng kỷ lục, do vậy người dân cần thực hiện các biện pháp giữ gìn sức khỏe.